tất cả các anh em đã đến với kênh Thằng Lóc. Hôm nay mình sẽ làm một món ăn ai cũng đã ăn rồi nha anh em. Anh em muốn biết món ăn này tên gì anh em hãy xem hết video nha anh em, ủng hộ mình để mình có động lực làm những video hay và thú vị hơn anh em. Ok nha anh em, bây giờ mình sẽ tiến hành làm nha anh em. Đây nha anh em, nguyên liệu là bánh xèo anh em, là bột và bánh xèo và giá củ sắn nha anh em. Đây nha anh em, nguyên liệu tiếp theo là đậu xanh nha anh em, mình đang luộc nha anh em để cho nó chín rồi mình làm với nguyên nhân nha anh em. We'll be right back.
tất cả mọi người cứ ăn nhé. Cho anh mới nè. Làm từ sáng tới giờ luôn. Ok luôn rồi đó. Cho anh mới ra mà. Sao nó nhìn dữ ta? Mày không nói lớn ra, mày nói nhỏ xíu mày sao mà nghe. Không, cái điện thoại con nói nhỏ xíu cũng nghe được nữa. Tại mic lớn mà, mic hút dữ lắm. Thôi, vô, vô. Ăn nhưng ăn đồ chứ đỡ khổ ăn lát nhưng ai ăn anh. Cái gì nữa? Với luôn. Dĩa hàng này mua không đánh. Thôi, thôi. Trời ơi, của ông Trường Phương không dám chạm luôn. Gì vậy? Có anh chị qua à? Chị hỏi chứ kìa, có một điện thư á. Tại sao hỏi nó? Thấy dành điện. Dạ, của ông Trường Phương chửi quăng đó vậy. Bà biết thầy á, để cái ông nói nè, để em thầy ông ngoại bà cứ có bà đặt bút rồi xong. Không có cái chén của mẹ ơi. Nghĩ về nhà. Anh thằng ăn rau quá trời. Có rau nữa mày không ăn. Không biết đừng hỏi nữa. Anh thằng ăn rau gì cơ. Người ta ăn rau người bắt mà không ăn rau. Nhà không được thì thôi. Nhà không được đâu. Đừng ra nữa. Ăn cái nào hết con trái hết. Trời. Cái nào nó cũng thế. Nhìn nó thằng té bột hết. Nãy nó bước ra nó rất là đẹp. Ăn lại đi. Phải ăn để em hai lúc rồi nó mới cười rồi. Mốt chừng nào anh hai về được đi, cố đổ cho anh hai ăn. Rồi ok nha anh em. Quy trình làm bánh, ăn bánh hết rồi. Nếu thấy video mình hay, mình một like nha anh em. Mình đăng ký. Nếu mà có chơi nhà thì thông báo nha anh em. Rồi bye anh em nha.